Xin chào các bạn đến với phần thi ăn gà rán KFC chay. Đố mấy em được làm từ gì? Bạn nào? Dạ được làm từ nấm. Đố em được làm từ gì? Nấm bông đưa chim sồn. Theo em là được làm từ gì? Theo em được làm từ gì? Từ nấm. Theo em được làm từ gì? Từ nấm. Theo em được làm từ gì? Từ nấm. Theo em được làm từ gì? Đây rồi, nấm đùi gà chứ không phải nấm bào bào ngư. Rồi. Nếu các em đã nói được làm từ nấm thì chắc là được làm từ nấm rồi ha. Yeah. Rồi bây giờ bắt đầu chuẩn bị thi nha. Sẽ có phần thi cho các em. Coi bạn nào thi ăn món gà rán KFC chay nhanh nhất. Bây giờ giới thiệu tên. Em tên gì? Quá quen thuộc rồi. Không có tên, đi chỗ khác chơi. Benjamin. Rồi. Thành. Moment time. Minh. Dâm. Em. Nó ra. Ủa quậy ghê chưa. Rồi tôi đếm 1, 2, 3 là nhanh tay. Mỗi em bóc một miếng. Ăn nhanh nha. Bạn nào mà ăn nhanh hết trước là bạn đó thắng nha. Thể hiện người cá ăn nhanh nhất. Thử thi ăn gà rán KFC chay nè. 1, 2, 3 bắt đầu. Phải nuốt hết mới được nha. Chưa nuốt hết là... Ồ biết ăn quá ha. Chấm để ăn cho béo, cho ngon, cho lẹ ha. Ôi. Nhìn ăn mà thấy thèm luôn á mấy bạn. Mấy bạn ăn dễ thương quá. Nhất là cái miệng của bạn Ben á. Ăn cái mỏ chu chu đó đó đó. Nhọn ghê chưa. Ồ giống Seiko quá. Rồi. Ủa sao Nori không ăn? Thôi em chỉ có cổ vũ chạy. Tôi xong rồi. Tôi xong rồi. Rồi hả miệng ra. Tôi rồi. Nhưng mà biết tại sao thay hả thắng không? Thôi nói chung là đau thay hả miệng ra. Thay nhà dữ. Sập luôn. Nhưng mà biết tại sao thay thắng không? Tại vì thay lấy miếng nhỏ. Thay trẻ con chạy với thay để bề bày. Trời ăn gian mà có nghĩa mọi thứ bóc ra thì giành được lao. Tức là nửa miếng để em thắng rồi. Mà tự nhiên thay bóc gương cái miếng nhỏ nhất. Múc miếng nhỏ nhất, mỗi người một miếng. Ở đây là có 5 người, mỗi người một miếng hết rồi. Còn Nori không ăn nè, còn dư một miếng của Nori nè. Rồi chơi thua thì chấp nhận thua đi. Hồi nãy con với bạn thay đã lập kế hoạch để giật mọi giật miếng nhỏ nhất vào mọi. Thầy hay quá. Nửa để cho nó nhất ra để ăn rồi. Ai về cho bạn này giật luôn, lấy cho con miếng nhỏ nhất. Để giờ thôi luôn. Wow, giờ bạn Nori mới ăn. Bạn Nori chơi. Ồ, bạn Nori chơi ăn chấp luôn mấy bạn. Đợi mấy bạn ăn gần hết rồi Nori mới ăn. Hay quá. Ủa, đồ của người ta mà. Đồ của em mà, để em ăn. Trời ơi, giờ có chút đặc thi khác đi. Rồi, xin công bố phần thi này. Bạn người cá tay đã thắng thử thách món gà chay KFC.